khuyên là một loài hoa. Mình sinh ra ở Hà Nội. Dạ vâng. Còn đang sống ở cũng ở Hà Nội luôn hả? Dạ. Thầy thấy là mình có cung tật ách, cung sức khỏe của mình có nhiều sao giải trừ bệnh tật. Đấy. Nên là mặc dù có u giáp đúng không? Parado thôi đúng không? Dạ vâng, bao giờ tuyến giáp ạ? Nhưng mà cung tật ách của mình nhiều sao giải trừ lắm, nên cứ yên tâm. Đấy. Còn cái việc mà đau đầu 6 7 năm nay mà không có cách xử lý nào đấy thì đi khám bác sĩ bảo sao? Đi khám bác sĩ và bắt đầu bác sĩ bảo là có nhiều nguyên do thì không 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 kiểm tra kỹ ạ, thì bảo là do áp lực các kiểu thôi, không không nói nguyên do gì ạ. Thế mình có cảm nhận là nguyên do gì liên quan đến tâm linh không? Thầy thì có lá số đây, thầy soi thì nhìn thấy rồi. Trợ lý của thầy Dạ cũng có, nói em mình rồi. kiểu như là có một chút gì đó, với cả em ngủ hay bị bóng đè ấy ạ, với cả là ngủ dậy nó hay bị mệt ấy ạ. Ok. Bóng đè của em nó đè cả ngày hay là mình tối nó mới đè? Cả buổi trưa cũng phải, cũng cũng có cũng bị ạ, buổi trưa và cả buổi tối ạ. Ok. Nên là cái hiện tượng như này á, hiện tượng tâm linh ấy, nó thể hiện nó cả ban ngày cả ban đêm, chứ không phải mình ban đêm đâu, không phải mình buổi tối mới thể hiện đúng không? Đấy, Vâng. mà thầy giải thích cho em nhá. Thứ nhất là cái cung điền trạch của em ấy có một cái sao quả tú, là cái nơi mình ở về phong thủy chắc chắn là không tốt. Khi mà ở trên đất không tốt như thế thì phong thủy nó không tốt, rất dễ gặp những ác mộng này, bị bóng đè này đó. Và tại sao nó không đè người khác mà nó đè em? Vì lý do là em ấy là có sao bạch hổ ở mệnh. Những người có sao bạch hổ ở mệnh là những người mà người ta gọi là có căn số, nên là nó dễ đè mình nhất, nhớ chưa? Việc đấy thì thầy sẽ giúp xử lý. Vâng ạ, có cái gì thì thầy cứ giúp em ạ. Mình là ai của bạn đấy đấy? Là mẹ gì bạn kia ạ? Ồ, mẹ bạn đấy đúng không? Rồi, Vâng. thầy sẽ hóa giải cho. Và lúc nãy gặp một cái chị cũng giống hệt như mình, cũng đau đầu sống đi chết lại đấy. Thấy chị nói không? Đấy, cũng có một chị sống đi chết lại vì đau đầu đấy. Vừa nói chuyện với thầy xong đấy, chị cũng tương tự như mình nhá. Nên là để cho mình có một cái về mặt tâm linh ý tốt, thì thứ nhất là mình phải ở trong môi trường sạch, môi trường đấy không được có những cái linh hồn chưa siêu thoát. Đấy, em hóa giải cung điền trạch nhá. Hai nữa là cái việc căn số của mình, thực sự là sao bạch hổ đóng của mệnh thì người ta gọi là căn nặng nhất, nặng căn nặng quả. Thôi việc đấy thầy sẽ gác lại một bên xử lý sau, để giúp cho mình ấy, để cho không bị bóng đè trước đã nhá. Sau đấy là thầy sẽ xử lý cái phần căn số cho mình, làm sao cho mình khỏi phải mất tiền mà vẫn hóa giải được căn số nhá. Và những cái việc này thầy sẽ giúp giải online nhá. Dạ. Rồi bây giờ chạy Tôi cảm ra. thấy trong học Bây giờ chạy ra công việc gặp. của em thì bây giờ em mới nghỉ chỗ cũ ấy ạ, thì em có phỏng vấn một chỗ mới rồi, thì là cuối tháng 4 này này, thì là em sẽ đi làm chỗ mới, thì cho em hỏi là chỗ mới đấy thì có được không ạ? Làm về cái gì? Là về lễ tân tòa nhà. Năm nay rơi đúng vào cung mệnh, năm cung mệnh là năm chuyển việc đấy. Dạ Rồi, vâng. ok, làm được. Vì mình là cơ nguyệt đồng lương thì cũng chỉ đi làm công ăn lương thôi. Và đến 33 tuổi mới phát. 33 33 tuổi, tuổi ạ. 33 tuổi sẽ phát, Dạ. làm ăn phát đạt lắm. Vâng, thích xong hỏi là có, thế còn về tính duyên thì sao ạ? Chưa chồng đúng Tại vì không? em chưa đâu ra đâu cả ấy ạ. Ok. Tại vì cung chồng của mình xấu quá, cự môn hãm địa, may mà chưa lấy chồng là sẽ dễ bỏ chồng. Nên là những người mà có phần Vâng. âm ở trong người á, là người ta phải hóa giải sạch đi ngay trước khi người ta kết hôn. Đó. Vâng. Và mình cái sao cái lá số mình là càng kết hôn muộn càng tốt. Và nhớ
là mình sẽ kết hôn, dễ kết hôn vào sang năm, bởi vì sang năm là có đào hoa hồng loan chiếu mệnh, nên sang năm là năm 30 tuổi đấy. Và nếu mà chọn chồng ấy thì nên chọn anh chồng làm cảnh sát, nhất là cảnh sát giao thông ấy, thì sẽ phù hợp nhất với lá số của mình. À, vâng ạ. Nha, chọn một anh Là năm cảnh đi sát, ạ. đúng rồi, chọn một anh cảnh sát giao thông hoặc là anh cảnh sát thì nó mới hóa giải được cự môn thiên hình đóng cung tị, hiểu chưa? Rồi, ra gặp các bạn trợ lý hướng dẫn, thầy sẽ hướng dẫn điều chỉnh cho cái phần hay bóng đèn. Thầy ơi, cho em cho cháu là cái bệnh tật của cháu thì xem thế nào ạ. Thầy biết là bạn này có những cái bệnh tật như ví dụ như là tuyến giáp này rồi nọ kia, nhưng mà vì cung tần ách của bạn ấy có sao hóa khoa, sao hóa khoa là đệ nhất giải trừ bệnh tật, lại thêm có cả sao tử vi nữa, cả thiên phủ ở thế miếu địa nữa, nên là nó dễ hóa giải được lắm. Mà các đại vận của bạn này á, vòng tráng sinh của bạn này á, là nếu mà muốn chết thì cũng hơi khó, lý do là cái đại vận vòng tráng sinh của bạn này rất là thuận lợi, là bạn này đến tuổi 83 thì mới đế vượng cơ, nhớ nhá. Vâng, thế Thêm thầy nữa, ơi, cho em hỏi cái là của cháu là đợt trước thì em thấy người ta cứ bảo là phải đi trả nợ tam tứ phủ ấy. Thế với cả có người ở đường người ta theo ấy, thì em cũng làm hết rồi, nhưng mà liệu có vấn đề gì trắc trở không hả thầy? tại vì em đã trả nợ tam tứ phủ cho bạn ấy rồi, trả nợ đã hóa giải cho bạn ấy rồi, mà sức mà tình trạng của bạn ấy vẫn đau đầu mà khám không ra bệnh thì chắc chắn là phải xem lại phần tâm linh một chút. Việc trả nợ tam phủ tứ Vâng. phủ cho bạn này là đúng rồi đấy, em đã làm được rồi thì ok. Vậy thì còn hai cái Vâng việc nữa, phong thủy đang ở, đất đang ở Vâng. nhá. Cái việc số 1 và việc số Vâng. 2 lúc nãy thầy dặn ấy là gặp các bạn trợ lý hướng dẫn cho. Còn cái việc trả nợ tam phủ tứ phủ, bạn này có căn tứ phủ, bạn ấy trả nợ được là may mắn rồi. Vâng. Bây giờ là em gặp trợ lý là sẽ các bạn sẽ vẫn Cách điều chỉnh phong thủy. làm việc. Vâng, em cảm ơn thầy. Xin chào. Xin chào thầy ạ. Xin chào.